Sau khi xác định Đinh Thanh Tùng sinh năm 1989, trú tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường Anh Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm Tiến Thưởng Lương Ganh thị làng Đông Triều, Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thị làng tập trung điều tra, truy xét. Sau hơn một ngày gây án, cảnh sát nắm được Tùng khi anh ta trốn tại làng Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thu giữ một khẩu súng. Sau khi bị nắm giữ, Tùng khai do thiếu tiền xây nhà và đưa mẹ con Phi đi chữa bệnh nên đã mang súng quân dụng đi cướp tiệm Tiến Thưởng Lương Ganh vào chiều 8 tháng 10. Khi cướp được 200 triệu, nam nghi phạm bị người dân và nhân viên tiệm Tiến Thưởng truy nắm. Quá trình bỏ chạy, Tùng bị xe ô tô đâm ngã làm rơi ba lô tiền và khẩu súng ngắn 14. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị làng Đông Triều tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo pháp luật của pháp luật. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 8 tháng 10, một thanh niên mặc đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy hiệu Exciter màu Tiến Thưởng đen, không có đại dương kiểm soát đến siêu thị Hải Doanh Tiến Thưởng Bạc Lương Ganh. Khi vào trong, đối tượng rút từ trong ba lô đeo trên người ra một khẩu súng loại súng ngắn, đe dọa, khống chế hai nhân viên nữ bán hàng và yêu cầu đưa toàn bộ tiền mặt có trong siêu thị. Sau đó, nhân viên đưa cho đối tượng khoảng 200 triệu đồng, chủ yếu là loại tiền có mệnh lệnh 100.000 đồng. Tên cướp lấy tiền cho vào băng và hối hả ra cửa lên xe vòng tẩu thoát. Khi lên xe máy định bỏ chạy, một số người dân hô hoán truy nắm thì tên cướp nổ súng thị uy. Lúc này băng hắn đựng tiền rơi ra khỏi xe máy. Thấy vậy, một người đi ô tô qua đường đã tài xế hút vào xe máy nghi phạm, làm tên này ngã xuống đất, đổ xe. Sau đó, hắn hối hả dùng dậy nhặt khẩu súng và lên xe bỏ trốn.